Thưa quý vị, ngày 11 tháng 10, mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc phụ huynh tố cáo thầy giáo tại trường trung học cơ sở VTT thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương có hành vi xâm hại tình dục học sinh. Theo thông tin trên mạng xã hội, nam giáo viên VDL dạy môn thể dục kiêm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong liên đội trường trung học cơ sở VTT bị tố cáo đã có hành vi giao cấu và lạm dụng tình dục học sinh. Bài viết tố cáo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Trước thông tin trên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc một cách nhanh chóng và khách quan. Nếu các thông tin tố cáo được xác minh là đúng sự thật, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Được biết, thầy VDL đã công tác tại trường trung học cơ sở VTT trong nhiều năm và từng được nhận nhiều danh hiệu cao quý trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Thưa quý vị, Hồ Thủy Điện Trị An sẽ tiếp tục xả lũ lần thứ 2 trong năm nay, thời gian thực hiện từ 10 giờ ngày 12 tháng 10. Ngày 11 tháng 10, công ty Thủy Điện Trị An thông báo sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn lần 2 trong năm 2024. Cụ thể, hiện mực nước thượng lưu hồ đạt hơn 61,3m, sắp chạm mực nước dâng bình thường. Dự kiến lưu lượng nước xả qua đập tràn là 160m³/giây, lưu lượng nước qua tua bin phát điện từ 750 tới 820m³/giây. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 910 cho tới 980m³/giây. Tùy theo diễn biến mực nước hồ chứa và mực nước hạ du sông Đồng Nai, công ty Thủy điện Trị An có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn. Do đó, công ty sẽ xả lũ qua đập tràn từ 10 giờ ngày 12 tháng 10. Trước đó, vào ngày 23 tháng 9, công ty Thủy điện Trị An đã xả lũ đột đầu để điều tiết hồ chứa trong một tuần. Hiện nay, mực nước trên các trạm vùng ven biển, sông lớn, đồng bằng sông Cửu Long đang trong kỳ đạt đỉnh chiều cường, phổ biến xấp xỉ và thấp hơn báo động 1. Riêng tại các huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, mực nước lũ dâng cao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, hiện mực nước khu vực đầu nguồn như các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông và thành phố Hồng Ngự ở mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái, khoảng từ 0,3 cho tới 0,5m. Mực nước khu vực nội Đồng Tháp 10 ở mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 0,2m. Nhận định trong 5 ngày tới thì ở mực nước khu vực đầu nguồn và phía Nam tiếp tục xuống dần, sau đó lên trở lại theo chiều. Cũng theo dự báo của cơ quan chức năng, mực nước các nơi tại tỉnh Đồng Tháp còn ở mức khá cao, hệ thống đê điều vùng thượng dự kiến đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nguy cơ ngập úng còn cao do tác động của chiều cường và mưa cục bộ. Một số vùng thấp, bãi bồi không có đê bao dễ bị ngập. Nhằm giảm thiểu thiệt hại thì địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như là tăng cường cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh, bảo vệ các công trình đập, hướng dẫn cách bảo vệ cây trồng vật nuôi, thủy sản. Quảng Ninh có khoảng 117.000 ha rừng bị thiệt hại do bão số 3, khoảng 6 triệu tấn vật liệu rất dễ cháy tại rừng bị thiệt hại. Với thời tiết diễn biến nắng nóng, các lớp vật liệu rất dễ cháy khi gặp lửa hoặc các tác động ngoại cảnh. Quảng Ninh đang triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống cháy rừng như tăng cường tuần tra, kiểm tra, phòng cháy, chữa cháy rừng, hướng dẫn triển khai phương án hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy rừng, thường trực 24/24 giờ, chủ động ứng phó xử lý các tình huống cháy rừng. Cùng với đó, tỉnh cũng chuẩn bị phương án tái thiết lại rừng. Ngành nông nghiệp địa phương đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phương án tái thiết, phát triển lâm nghiệp. Tỉnh sẽ không trồng những cây rừng lớn nhanh mà tập trung vào cây gỗ lâu năm, cây gỗ bản địa. Các địa phương lên phương án thực hiện kế hoạch trồng lại rừng bị thiệt hại, đảm bảo chậm nhất đến năm 2027, phải đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng như trước khi xảy ra bão số 3. Để đảm bảo cuộc sống người trồng rừng và lấy ngắn nuôi dài, các địa phương sớm định hướng cho chủ rừng lựa chọn loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao, chu kỳ ngắn làm động lực, kết hợp trồng lại rừng bằng cây bản địa, cây gỗ lớn. Ngày 10 tháng 10, lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để cứu thuyền viên nước ngoài gặp nguy kịch trên vùng biển Vũng Tàu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Khoảng 14 giờ 5 phút ngày 10 tháng 10, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu Sri-Apmex quốc tịch Palau đang trên đường hành trình từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đi Trung Quốc. Khi đến vùng biển Vũng Tàu thì gặp nạn. Một thuyền viên trên tàu sinh năm 1972 quốc tịch Philippines đã có triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn mửa, huyết áp tăng cao đột biến. Thuyền trưởng chuyển hướng hành trình về Vũng Tàu và yêu cầu hỗ trợ sơ tán nạn nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp. Sau nhiều giờ đi bằng tốc độ hành trình nhanh nhất trên biển, tới 21 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận tàu có thuyền viên gặp nạn, tiến hành sơ cứu. Đến khoảng 1 giờ 5 phút ngày 11 tháng 10, thuyền viên được bàn giao cho lực lượng chức năng đưa về bờ an toàn, hiện đã được đưa về bệnh viện Việt Pháp, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.
Hàng chục nghìn hộ dân ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đột ngột bị mất điện trong sáng 10 tháng 10 sau khi một tàu hàng vi phạm khoảng cách an toàn với đường dây 110 kV trên sông Đồng Nai. Theo đó, sáng ngày 10 tháng 10, tàu chở hàng mang số hiệu HD8685 đi trên sông qua khoảng trụ 14-15 thuộc đường dây 110 kV 173 Long Bình 172 Tân Mai, nhánh rẽ Vicasa. Do tàu không giữ đúng khoảng cách an toàn đã gây phóng điện ở đường dây, một máy của trạm biến áp bị ngắt. Sự cố này không gây thương vong về người nhưng làm mất điện đường dây 110 kV qua khu vực, ảnh hưởng hơn 38.000 hộ dân ở thành phố Biên Hòa. Sau khi sự việc xảy ra, công ty điện lực Đồng Nai đã cô lập đường dây bị sự cố, đồng thời chuyển tải nhận điện qua đường dây khác để cấp điện trở lại cho trạm biến áp 110 kV Tân Mai. Công ty đã kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố đối với đường dây này. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Theo đó, dự thảo kế thừa các quy định hiện còn phù hợp và chỉ sửa đổi về phân hạng giấy phép lái xe theo quy định tại Điều 57 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Cụ thể, Điều 9 của dự thảo quy định về tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe, giấy chứng nhận và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy lái xe ô tô. Giáo viên dạy lý thuyết phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành, luật, công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, lắp ráp ô tô hoặc các ngành nghề khác có nội dung đào tạo chuyên ngành ô tô chiếm 30% trở lên. Giáo viên dạy môn kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng xe đào tạo trở lên. Giáo viên dạy thực hành lái xe đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về bằng cấp, chuyên môn và phải trải qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định. Ngày 11 tháng 10, DKRA Consulting đã có báo cáo thị trường bất động sản nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận quý 3 năm 2024, trong đó đặc biệt chỉ ra những con số đáng chú ý về thị trường bất động sản phía Nam. Cụ thể, trong quý 3, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận bao gồm các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận có 108 dự án căn hộ cung cấp hơn 13.400 sản phẩm, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt gần 2.700 căn, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tiêu thụ chỉ bằng 20% tổng nguồn cung, tương đương cứ 100 căn hộ chỉ bán được 20 căn. Theo DKRA Consulting, các giao dịch tập trung chủ yếu ở những dự án tầm trung có mức giá từ 40 cho tới 55 triệu đồng trên 1 mét vuông tại thành phố Hồ Chí Minh và từ 30 cho tới 35 triệu đồng trên 1 mét vuông tại Bình Dương. Phần lớn các dự án này đều đã hoàn thiện pháp lý và có tiến độ xây dựng nhanh chóng. Đối với phân khúc nhà phố, biệt thự, đơn vị nghiên cứu ghi nhận có 80 dự án với nguồn cung gần 5.400 căn, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt 589 căn, tức chỉ bằng 11% tổng nguồn cung. Về phân khúc đất nền, DKR Giao Thình ghi nhận có 91 dự án cung cấp hơn 7.000 nền, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu thụ chỉ 362 nền, tức đạt 5% tổng nguồn cung. Bình Dương vẫn là nơi có nguồn cung đất nền khá dồi dào, chiếm tới 52% tổng nguồn cung.